Yugi, Yusei, Yuki hay các đời Yukon, Yu Đảng sau này đều được xem như là các thế hệ vua bài. Tuy nhiên, người được xem như vua bài thật sự đó chính là Kojo Hibiki. Đây là người đã ba lần vô địch giải đấu Duel Monster thế giới và có thể nói là sư phụ của gia đình Yuki. Gia đình Yuki chưa bao giờ thắng được anh ta lần nào. Bộ bài Elemental Hero mà gia đình sử dụng trong truyện tranh cũng là bộ bài đẳng cấp thế giới mà Kojo Hibiki tặng cho.